nhà mình là May đây, mọi người đều bình an qua cơn bão. Đây là lúc 4 rưỡi chiều thứ 6 ở tại Hà Nội, khi trời bắt đầu mưa. Bão thì đến khá là nhanh, mới đây thôi lúc 3 giờ chiều vẫn còn chút nắng. Chỉ một lát sau là mây đen đã sầm sầm kéo đến rồi, rồi gió, mưa và giờ thì mưa tầm tã luôn đấy mọi người ạ. Nghe dự báo thì bão vẫn chưa đổ bộ vào Hà Nội, thế nên là cả nhà mình vẫn yên tâm ngủ qua đêm hôm nay. Đến sáng hôm thứ 7 thì gió rít rồi mưa to thực sự luôn. Sau một đêm cái cây mít trước nhà mình cũng tả tơi. Sáng sớm dậy đã thấy cành nó gãy từ bao giờ rồi. Xung quanh thì cứ mưa gió rít ầm ầm mọi người ạ. Nghe tiếng tấm lợp từ mái nhà hàng xóm rồi tiếng va đập ở đâu nó cứ sủng xoẻng ấy, sợ quá. Càng lên xem tin tức thì lại càng sợ hơn. Xem tin tức ở trên TV thì các tỉnh gần biển ảnh hưởng nặng nề rồi. Nhìn thấy kính vỡ, mái nhà tốc rồi cột đèn cây đổ khắp mọi nơi. Bên nhà mình mưa thì to xối xả thật đấy, nhưng mà mình cũng chưa thấy đến nỗi như là ở trên TV mọi người đưa. Cả nhà mình đều trong tâm thế chống bão, cứ thi thoảng chạy xuống chạy lên để kiểm tra hết các cửa sổ xem là có bị nước dò vào không, rồi lại lên các tầng kiểm tra mái xem có bị nghẽn nước không nữa. Cũng sợ mất điện thế nên là cơm nấu từ sáng và thức ăn thì nấu cho cả ngày luôn. Mưa bão gió rít cả ngày nha mọi người. Sáng nay mình định bụng là tranh thủ lúc nào đấy trong ngày mà đỡ mưa một chút thì mình sẽ chạy ra để qua vườn, nhưng mà chịu thôi. Mở cửa ra là gió rít ầm ầm, rồi gió thổi to lắm, mình không thể đi ra ngoài được một tí nào luôn ấy. Cả ngày ở nhà nghe gió ngắm mưa, cho đến đêm thì mới rơi vào khoảng lặng nha mọi người. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối này, mình ngó ra đường dưới nhà là ngập hết luôn đấy mọi người ạ. Ôi trời ơi, cái bụi này thôi. Cái bụi này thôi tan tác hết rồi. Giờ mình cùng ra vườn xem như thế nào nhá. Ôi, lá đào bị xé nát luôn này. Ôi, vườn của em. Trời ơi, sao lại có cả cái cây mít nó đổ trong vườn đấy anh ơi. Ôi trời, dã man luôn. Đổ hết tất cả rào luôn rồi. Thôi, cây đu đủ gọi là không còn gì luôn, bay hết cả lá luôn. Trời đất ơi. Ôi, tất cả rào đổ hết tất cả luôn rồi. Nguyên rào vườn cũng đổ hết tất cả. Lá đu đủ gọi là xé nát luôn. Đậu bắp này. Sợ quá. Mua cây ớt này. Giờ chỉ còn là đống đổ nát thôi thật. Cây này bão nó đánh cho gọi là tuốt hết cả lá luôn. Sáng tạnh mưa mình chạy một lúc vào chợ, thế mà trên đường cây đổ rất là nhiều. Mình nhìn cảnh hoang tàn mà đúng là không biết dọn từ đâu luôn ấy mọi người ạ. Chẳng biết dọn từ chỗ nào nữa. Nó lung tung hết cả lên rồi. Vừa nãy định đi mua thêm một chút cây nứa để dựng lại vườn, nhưng mà cái nhà bán nứa người ta cũng hết sạch luôn ý, vì là đông người đến mua quá. Thế là nhà cửa của mình thì không bị ảnh hưởng gì. Ngoài vườn trộm vía cây dàn vẫn ok nha, chỉ có cây phần rào với rau là tan nát thôi mọi người ạ. Ôi, cả một cành cây mít to đùng ở đây. Vườn với rào thì chắc là dần dần rồi làm lại. Còn cái cành mít này nó đang chắn ở lối đây quá. Bây giờ mình sẽ vào mình thử lôi nó ra xem là có lôi nổi không nhé. Nhìn thế thôi mà nó nặng kinh khủng với mọi người ạ. Mình lôi mà nó chẳng xi nhê gì luôn. Làm sao bây giờ nhỉ? Mình thử tìm cách xem nhé. Không suy nghĩ gì luôn ha. Một quả đu đủ bay đi đâu à? Đâu đây nhỉ? Nó đâu rồi ta? Nó đâu cả? Đây à?
Ôi, chắc là bị bão nó dập cho toàn lâm mủ thôi. Nhặt vào nhà. Sau một hồi tự kéo nhưng mà mình không thể kéo được. Để giờ mình xem có ai không để nhờ giúp hộ nhé. Em vừa thủ lôi nhưng mà chịu không thôi được lôi được. Nó quá nặng luôn. Đây cây cà đây mọi người ơi, ngày hôm kia là mình đã cắt bớt rất nhiều rồi, thế mà nó vẫn không tránh khỏi bão, nó tuốt cây đủ đủ không còn tí lá nào luôn. Gãy cả ngọn cây to luôn. Có mấy cây đu đủ gãy liền, bao nhiêu là quả xanh rụng ấy mọi người ạ. Thế nên là các chị bên đội thợ lấy bớt về ăn này. Giờ gọi là mình chỉ dọn tạm tạm thôi, còn mấy hôm nữa chắc chắn là sẽ phải làm lại cái hàng rào này. Nhà mình phải nói là cũng rất là may mắn vì là cũng không thiệt hại gì ở trong nhà hết cả. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye.